Dịp này, đoàn đã đến viếng mộ bác sĩ Alexandre Yersin tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Vikings đã trao bằng tôn vinh giá trị nội dung kỷ lục cho những thành tựu khoa học đa ngành và giá trị nội dung các công trình của bác sĩ Alexandre Yersin để lại. Đây là một sự công nhận và khẳng định vai trò quan trọng của ông trong việc nghiên cứu, ứng dụng y học khoa học tại Việt Nam. Bằng tôn vinh được trao tặng đến Hội những người ái mộ bác sĩ Alexandre Yersin, tỉnh Khánh Hòa, nhằm tiếp tục giữ gìn, phổ biến và phát huy sự nghiệp cùng những thành tựu của bác sĩ Alexandre Yersin đã để lại tại Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.